Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video Thông Điệp Vàng nhé. Hiện tại ngay lúc này thì em đang có mặt tại khu công nghiệp Samsung ấy mọi người ạ. Thì vẫn như thường ngày thì khi mà em đi làm thì em vẫn bật cái hệ thống app của tổng đài lên để đón khách của tổng đài ấy. Nhưng mà hôm nay thì từ sáng đến giờ em chưa được một chuyến khách nào của tổng đài cả mọi người ạ. Thực ra là do cái ảnh hưởng của dịch bệnh corona cho nên là cái lượng khách cũng suy giảm đi rất nhiều. Thì ngay lúc này đang là một buổi chiều của ngày đầu tuần ý. Ngoài trời thì đang mưa nhưng mà số lượng khách thì cũng không có. Nếu như trước đây ý, mà cứ buổi chiều mà trời mưa như này thì khách cũng nhiều lắm mọi người ạ. Nhưng mà thời gian gần đây thì thật sự là rất chi là vắng khách. Thì hôm nay qua cái video clip này thì em muốn cùng với mọi người là có một cái trải nghiệm để như là mình là một người khách hàng đi xe taxi ý. Thì bây giờ em sẽ xuống xe và em đi bộ quanh cái khu chợ Samsung này. Sau đó là em sẽ lên một cái xe của hãng taxi nào đó hoặc là một cái xe taxi nào đó. Và em cũng coi như là mình là một người khách hàng thì mình lên để mình ví dụ như là mình lên để mình nói chuyện với lái xe là hỏi về cái công việc lái xe ở cái thời điểm hiện tại này xem là anh em lái xe trả lời như nào nhé. Thì mọi người cùng theo dõi cái video clip này để mình cùng nhau đi làm một cái gọi là test thử xem là cái công việc lái xe của những anh em xung quanh cái khu vực ở cái khu công nghiệp Samsung này cũng giống như em là xem có khách hay không nhé. Thế bây giờ thì em sẽ đỗ xe ở cái khu này mọi người ạ. Thì em đi quanh một vòng chợ Samsung. Sau đó là em sẽ lên một cái xe taxi nào đó và em sẽ hỏi cái anh lái xe đó là xem ở cái thời điểm này xem khách hàng như nào, có đông khách không hay không nhé. Thì bây giờ mọi người hãy cùng đồng hành với em để đi quanh khu vực Samsung này nhé. Đây là một xe cùng hãng em. Bây giờ mình cùng nhau đi về phía đằng này nhé. Đấy, như mọi ngày thì em hay đỗ xe ở đây này mọi người này. Đấy, cái khu này. Ngoài trời lúc này mưa dày quá mọi người ạ. Bây giờ mình cùng nhau đi sang bên này. Bên đấy thì có đông xe taxi hơn ấy. Ướt hết điện thoại rồi. Ở cái khu vực thị xã Phổ Yên ấy thì ngoài hãng taxi Thái Nguyên ra thì còn một số hãng taxi khác. Ví dụ như là taxi Mai Linh, taxi Hoàng Gia, taxi V taxi và hãng taxi Bình An. Thì trong số đó thì có hãng taxi Bình An cũng là đông khách hơn so với những cái hãng taxi khác. Thì bây giờ em sẽ tìm một cái xe taxi Bình An và em sẽ lên cái chiếc xe đó để nói chuyện cùng với cái anh lái xe xem là công việc ở cái thời điểm hiện tại này có đông khách hay không. Đây em thấy là các anh ấy xe đỗ ở đây nhưng mà không thấy lái xe ngồi ở trong xe. Đây có một cái xe ở đây nhưng không biết là có lái xe ở trong không. Ở đây có một anh lái xe ở trong. Em chào anh ạ. Anh ơi, em làm YouTube ý.
Thì cho em ngồi lên đây em nói chuyện với anh một chút về công việc được không ạ? Được anh. Vâng. Xin chào mọi người nhé. Thì trước tiên để nói chuyện về anh lái xe thì em sẽ giới thiệu tên của em để cho anh lái xe biết đã. Thì giới thiệu với anh, em tên là Thìn ạ. Em cũng là người ở Phổ Yên mình. Thì em đang làm về cái chủ đề là công việc là lái xe taxi ấy, để cho khán giả cũng như là cho mọi người xem ấy. Thì em muốn hỏi qua anh là ở cái hãng taxi mình ấy, thì cái thời điểm hiện tại như lúc này thì có đông khách hay không ạ? Điểm bây giờ thì hãng nào cũng như nhau thôi, lượng khách rất là ít bởi vì ảnh hưởng dịch. Do cái ảnh hưởng của cái dịch Covid-19 ạ. Thì như hãng mình thì ở cái khu vực Phú Yên này thì có đông khách không? Có đông xe không ạ? Bây giờ hiện tại giờ thì là có ít xe thôi, Độ khoảng bao nhiêu đầu xe ở khoảng cái hai 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 chục đầu xe thôi. 20 đầu xe là ở chỗ khu vực Phổ Phú Yên Yên mình đấy. đúng rồi. Còn trụ sở chính của mình mà nhiều xe nhất là ở trên thành phố Thái Nguyên đúng không anh? Hãng này nó cũng mới thành lập, xe thì đa phần là ở Phú Yên, Vâng. thì trên Thế thành phố cũng có nhưng mà ít. anh là lái xe lâu chưa ạ? Mình lái xe được hơn 2 năm. Hơn 2 năm rồi ạ. Thì em thì công việc thì em cũng công việc bình thường thôi, nhưng mà ngoài ra thì em cũng làm thêm về cái YouTube ấy. Thì em muốn chia sẻ với mọi người cũng như là khán giả đang theo dõi cái kênh của em ấy, thì là em muốn cho mọi người biết là cái thời điểm hiện tại do cái ảnh hưởng của dịch bệnh này thì cái lượng khách của đi taxi này có bị suy giảm nhiều không anh? Nó phải giảm đến 50%. 50% ạ. Thế như anh thì cũng hay đỗ ở cái khu vực Samsung này chưa? Đúng, thường xuyên đỗ ở đây. Vâng. Thế anh hay làm đêm hay làm ngày ạ? Bây giờ thì khó khăn này thì làm cả ngày lẫn đêm nhiều quá Vâng. không đủ sống. Vâng. Thì giới thiệu với mọi người, đây là anh lái xe của hãng taxi Bình An ấy. Thì em cũng không tiện hỏi tên anh ấy qua cái video clip này. Thì như mọi người cũng đã thấy cái chia sẻ của anh lái xe, thì anh cũng cho biết rằng là thời điểm hiện tại do ảnh hưởng của dịch bệnh ấy, cho nên là cái lượng khách cũng bị suy giảm đi rất nhiều. Vâng, thì em cũng cảm ơn anh vì đã cho biết cái thông tin như vậy. Thì bây giờ em sẽ đi sang một số lái xe khác và em cũng hỏi như vậy. Thì Vâng, cảm ơn anh nhé. vâng. Vâng. Em chào anh nhé. Vâng. Vâng. Đây là hãng xe taxi Bình An, thì nay nay được có cái tên nữa là Thái An Bình mọi người ạ. Đây Bình An thì bên này nhưng mà không không có máy xe ở trong, thì bây giờ mình cùng nhau đi về đằng phía bên này nhá. Bên này không có, bây giờ mình đi ra chỗ cổng Lam đi mọi người ơi. Đây, ở phía bên này cái tòa nhà mà em đang quay cho mọi người xem ấy, đây là ký túc 1 của công ty Samsung ấy. Thì thường như mọi ngày thì khi mà em lái xe qua đây thì ở cái dãy phía bên này này thì taxi đỗ rất nhiều để đón khách công nhân ở cái khu vực này. Nhưng hôm nay thì em thấy cũng ít lắm, thì chủ yếu là cũng có một vài xe, chắc là cũng là xe người ta hay đỗ ở đấy. Thì bây giờ em sẽ ra khu đấy để em hỏi một số anh em ở đấy xem cái công việc ở cái thời điểm hiện tại lúc này như thế nào, cũng như là cái câu hỏi mà em vừa đặt ra cho cái anh lái xe lúc vừa rồi mình hỏi nhá. Anh à, anh ơi, em làm YouTube ấy, thì anh có thể cho em được hỏi anh một chút về công việc lái xe được không ạ? Có phiền không anh? Bạn đâu? Vâng, thế thôi em xin phép nhé. Đấy, mọi người có thể thấy rằng là không phải ai người ta cũng hợp tác với mình, người ta cũng ngại lên trên video ấy. Thì bây giờ em sẽ hỏi ông phóng viên ơi,
Vâng, em vừa lấy em không biết đây có một bạn là lái xe lũ. Chị ơi cho em lấy được không ạ? Mở cửa ra. Em muốn hỏi chị một chút thôi, có phiền lắm không ạ? Vâng, thế thôi em xin phép ạ. Đấy, mọi người có thể thấy là nhiều anh em lái xe hoặc là các chị em lái xe thì người ta cũng ngại khi mà thấy người lạ đến hỏi. Mưa quá. Đây, nếu mà xem cái xe này vừa lấy là có một cái chị lái xe là nữ. Đây, xe bên này thì không có khách, không có bạn lái xe à? Mình muốn hỏi bạn về cái công việc ấy thì có phiền lắm không? mình làm YouTube ấy, thì mình muốn hỏi bạn về cái công việc lái xe taxi ấy, thì mình muốn phỏng vấn bạn một chút thôi, thì có phiền lắm không? Không được. Đây, em phải đứng ở chỗ này để cho đỡ mưa ấy, mọi người ạ. Trên đường ướt hết điện thoại. Do thời tiết đang mưa quá cho nên là cái điện thoại em đang quay này nó ướt rồi mọi người ạ. Em đang chờ cái anh lái xe này, anh ấy mua hoa quả, sau đó là lên xe này của anh ấy để công việc. Vâng. Thì mình sẽ cùng nhau vào xe này để xe mã là 105. Ăn quả đây, ăn quả đây. Mưa quá, anh có thể kéo kính này. Kéo đấy. Trước tiên là xin giới thiệu với anh, em tên là Thìn, thì em có làm YouTube ấy. Thì em cái chủ đề của em là về cái công việc lái xe taxi ấy. Thì em muốn hỏi anh và muốn để chia sẻ cho những khán giả mà đang theo dõi cái video này biết là hiện tại ở cái thời điểm này thì cái công việc lái xe taxi thì có đông khách không anh? Ôi giời, cái taxi có mùa dịch này chết đói. Cả ngày hôm nay có khách đâu. Thế xe... cứ sáng anh xe đi, chiều anh xe về chết dở đây này. Thế cái điểm mà anh hay đỗ là ở khu vực này, này. Ở chỗ chợ Samsung này à? Chợ Samsung này. Vâng. Thì đây là hãng taxi Bình An đúng không anh? Đúng rồi. Thì ở đây xe mình có đông xe không anh? Đây chắc ở dưới này thì ít thôi, ở dưới này thì chắc khoảng mấy chục. Mấy chục đầu xe hay ạ? Nhớ rồi, mấy chục, còn cả trên công ty nữa thì nó rơi khoảng 500, hơn 500 xe gì gì đấy. Cái công ty mình là trụ sở chính ở chỗ 140 Minh Cầu. À, trên thành phố Thái Nguyên ạ? À? Thế anh hay làm ngày hay làm tối ạ? À? Nói chung là cái này nó tùy theo việc công việc của mình, do khách. Cả ngày cả đêm, nói chung là mình phải tự căn cái giờ thời gian nghỉ ngơi đấy, như có khách ấy. Chẳng hạn là có khách đi đêm thì mình ngày mình nghỉ bù. À thế ạ. À? Tức là cứ có khách tùy. Đặt trước thì là mình nghỉ để sau đó là đến cái giờ mà đón khách là mình đi đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Thế tức là thời điểm này thì đang rất chi là ít khách đúng không? Đói đây. Xe của mình là xe công ty hay là xe của gia đình? Xe của tên cá nhân anh ạ, xe thân quyền đúng không? Bình quân như một tháng thu nhập thì được nhiều không? Không ăn thua đâu, chỉ đủ để gọi là sinh hoạt các thứ thôi. Rồi kém lắm rồi. Thế chính tỏ là cũng khó khăn, nó cũng do cái dịch bệnh này đúng không? Thì em cũng muốn hỏi anh qua về cái công việc là như vậy để chia sẻ với lại những cái khán giả của em ấy.
những cái câu hỏi mà em muốn đặt ra cho anh thì em cũng hỏi như vậy rồi, thì bây giờ em xin là cảm ơn anh nhé. Okay. Thì bây giờ em xin phép là em xuống xe nhé. Ăn quả đã. Thôi em cảm ơn anh nhé. Em xin phép. Ok, chào cả nhà nhé. Như vậy thì em vừa lấy hỏi được vừa lấy là gặp 4 người à. 4 người thì chỉ có 2 người trả lời mình thôi. Bây giờ thì em đang đi ra cái chỗ xe của mình ấy mọi người. Thì vừa lấy là em có đi qua 4 chiếc xe taxi và hỏi phỏng vấn chỉ có được 2 người thôi. Thì còn 2 người người ta không nói chuyện với mình ấy. Ngoài trời mưa dày quá và cái điện thoại em đang quay bây giờ nó bị ướt đi mọi người ạ. Thì em đi vào trong xe đây. Bây giờ mình cùng nhau vào xe thôi. Thì vừa rồi em cũng có đi quanh cái khu chợ Samsung này mọi người ạ. Thì em cũng có hỏi một số anh em lái xe của hãng taxi Bình An và hãng taxi Thái An Bình ấy. Thì cũng có hai anh lái xe, anh cũng chia sẻ là ở cái thời điểm hiện tại này thì do ảnh hưởng của cái dịch bệnh Covid-19 ấy, cho nên là cái lượng khách đi xe taxi cũng suy giảm đi rất nhiều, cho nên là anh em lái xe cũng gặp nhiều những cái khó khăn về cái công việc. Thì qua cái video clip này thì nếu như mà có ai mà đang muốn xin làm lái xe taxi hoặc là đang có hướng mà để mua xe làm dịch vụ taxi ấy, thì mọi người hãy cân nhắc cho kỹ càng. Vì ở cái thời điểm này thứ nhất là khách ít và thứ hai nữa là cái công việc mà đi lái xe taxi này ấy, thì mình phải đi đây đi đó, đi chỗ này chỗ khác rồi tiếp xúc với nhiều người ấy. Cho nên là cái thời điểm do dịch bệnh như này thì mình mà đi lại tiếp xúc với nhiều người thì cũng không được tốt cho lắm ấy. Thì như bản thân em ấy thì ở cái thời điểm hiện tại như bây giờ thì em cũng chủ yếu là có khách quen gọi đi đâu thì mình đi thôi, chứ cũng ít khi là đi khách ngoài khách lạ lắm mọi người ạ. Bởi vì là cái dịch bệnh này mình cũng không biết như nào để mà lường trước được, cho nên là qua video clip này thì em cũng muốn chia sẻ với mọi người là về cái công việc ở cái thời điểm hiện tại này thì nó đang khó khăn, thì mọi người hãy cố gắng là cân nhắc và chờ thêm một thời gian nữa khi mà cái dịch bệnh nó qua đi và mọi thứ nó lắng xuống thì mọi người lúc đó thì mọi người hãy xin đi lái xe taxi vẫn chưa muộn, và mọi người mua xe để làm dịch vụ thì cũng chưa muộn đấy mọi người ạ. Thì mọi người xem video của em nếu thấy hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Còn bây giờ thì em xin được kết thúc cái video này tại đây. Hẹn mọi người video sau tiếp theo của em nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người.